Hân rất là bất ngờ luôn. Hân xuống liền 10cm, 10cm tương đương với lại 4kg mỡ. Đương nhiên là có rồi, bởi vì mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Mặc dù vì tính chất công việc có cho nên là mỗi lần xuất hiện thì cũng khá là chỉnh chu và có phần là lộng lẫy một xíu đúng không? Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không bị tăng cân đâu nha. Nhất là những cái lúc mà mình bị stress đó, thì mình rất là dễ tăng cân, bởi vì khi mà stress mình rất là thèm ăn, đặc biệt là ăn ngọt. Và đỉnh điểm là mình bị tăng liền 6-7kg. Nhưng mà cái cơ địa của mình thì cũng khá là xấu, cho nên là khi mà mình bị tăng cân thì nó sẽ gom vào mặt và bụng. Và lúc đó thì cái mỡ bụng của mình nó sẽ bị ngấn mỡ và nhìn nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Và may mắn là mình đã tìm được phương pháp Ceramas S-Line của các chị nghệ sĩ đã tin dùng, chẳng hạn như là chị Phương Trinh Jolie nè, chị Tường Vi, chị Sam. Thì nói chung là về cái nghệ sĩ nữ thì mọi người cũng đã thấy là cái độ tin tưởng lên rất là đáng kể rồi. Cho nên là khi mà thấy mọi người tin dùng như vậy thì mình cũng tìm hiểu và mình quyết định là mình sẽ thử một lần đến để mà xem là cái phương pháp này có phù hợp với mình hay không, mà có thật sự hiệu quả giống như là lời đồn hay không. Ngân rất là bất ngờ luôn, bởi vì sau khi mình làm một liệu trình đó là Ngân xuống liền 10cm. Mà mọi người có biết không, 10cm tương đương với lại 4kg mỡ. Trời ơi, Ngân tới bây giờ vẫn không thể tin được là mình đã quăng được 4kg mỡ ra khỏi người mình mà mình không hề đau hay là không hề nghỉ dưỡng một chút nào luôn.